Còn trong khi đó, trong ngày 21 tháng 3, sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bất ngờ lên đường tới Ukraine để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà, thay vì về nước theo như kế hoạch ban đầu. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài không báo trước hiếm hoi của một nhà lãnh đạo Nhật Bản. Sau khi rời Ấn Độ, Thủ tướng Kishida đã đến Ba Lan và đáp chuyến tàu tới Ukraine. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Kishida sẽ khẳng định sự đoàn kết và ủng hộ của Tokyo cũng như nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dành cho Kiev. Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Kishida với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về sự hỗ trợ của Tokyo đối với công cuộc tái thiết của Ukraine. Chuyến thăm này cũng diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 mà Nhật Bản đăng cai tại thành phố Hiroshima vào tháng 5 tới. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản đến Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.